Din rovi ciao. Ti piace? No? Ti piace? 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 Mạnh lắm. Nhập măng đó. Chị đang ăn cái này ngon được. Như vậy ơi, quán nhau mời ăn. Chị Như ơi, em nấu ngá hấp xà với chị Như sang ăn. Chị lớn chứ. Đúng rồi, chị học DUE. Bông lan trứng muối quá ngon nhưng mà nhiều quá không chịu ăn rồi. Người biết sao không? Ngày hôm qua là một ngày rất là bão tố của mình. Ngày hôm qua bão tố lắm mọi người ơi. Biết sao không? Để thêm mọi người vào xem thì chị kể cho mọi người nghe cái hành trình gian nan của chị. Mấy bữa nay hả? Mấy bữa nay chị không biết chị đi đâu á. Mọi người vô đi xong chị kể cho mọi người ngày hôm qua. Nè, chị đang ăn nghêu hấp. Đây là nghêu hấp xào phải không? Nghêu thẳng. Nghêu mũi. Hôm qua em định. Nè, hôm qua ra sân bay đúng không? Đáng ra là sáng hôm qua 7 giờ là chị bay rồi. Hôm qua đáng nhẽ là 7 giờ chị bay. Xong rồi ấy, các bạn fan ấy biết là 7 giờ chị bay rồi, nhưng mà chị nói là đừng có tới, tại vì 7 giờ bay là 6 giờ 30 phải lên máy bay rồi. Trời ơi, các bạn 6 giờ là các bạn đã có mặt ở sân bay rồi. Xong đem một đống quà. Rồi chị ngủ quên mất, chị không có dậy được. Chị kiểu là buổi tối chị thức khuya quá ấy, chị ngủ quên mất. Rồi chị không có đi, xong chị nhắn tin cho các bạn là chị bị trễ máy bay rồi. Chị phải đặt lại chuyến 8 giờ 30 rồi đến tối mọi người. Lúc đấy 8 giờ 30 bay là 7 giờ 55 là phải lên máy bay. Xong một kiểu là 7 giờ 20 chị vẫn còn ở ngoài đường, ở bên quận 1. Không, ở bên công ty. Xong chị phải book Grab xe máy rồi chạy cho nhanh. Trời ơi, ông Grab lái 90 km/h. Chị sảng hồn luôn. Đó Hương Nhi, cô ấy uống tên đồng viện. Xong chị, ông đó lái xe máy mà lái 90 km/h là biết là lái nhanh cỡ nào. Xong rồi kiểu là 7 giờ 45 là chị có mặt ở sân bay. Xong chị chạy vào, chị xin là cho em vào cổng an ninh trước. Chị xin mấy người đó. Xong chị chạy vào mới tới, trời, chị chạy mà điếng người luôn đi. Xong rồi các bạn hỏi là tối mấy giờ chị ra để mà đem quà ra cho chị, nhưng mà chị không kịp, không, chị không có kịp nhắn tin cho các bạn luôn, là suýt phải ở lại Sài Gòn, không nhẽ trễ 2 chuyến trong một ngày. Ê, ngón được, em lại bằng ngón được, đi làm cái sáng nhà hàng. Khách sạn này bỏ đi nhiều tiền hơn cho anh chứ. Đi đó. Khách sạn vừa bị xả với chiêu, ăn ơn, được phổi để tết. Khách sạn nhà hàng của khách sạn. Thế khách sạn là ngủ mà. Đi, ngón rồi, như thế ngón. Để bà đem chứ. Bà đem. Ăn cho xong, ăn cho xong, ăn đi. Đi, ăn cho cái nôi cho bị bụi tấm chứ. Nè, các bạn mua quà cho chị nè. Mua, các bạn mua một đợt là lúc mà chị ngày hôm qua chị đi họp báo ý, là các bạn đưa rồi. Xong rồi sáng ngày hôm qua là các bạn đem ra sân bay, xong chị không có ra kịp nên là chị phải ở nhà, chị phải ở lại. Xong rồi các bạn đem quà về nói là tối mấy giờ chị bay để đem ra, xong chị bay không kịp, xong chị cũng không báo luôn. Quá trời rồi. Trời ơi, hôm trước cũng đem một đống quà cho chị bánh. Em như vậy là phải làm con lạc quay lại chị. Đỡ đi đứng. Mưa như vậy ấm nhé. Thôi là cũng được. Như vậy ơi, khi mua đá không sao được.
hôn bị tội. Hả? Hôn bị tội đó. Nhưng mà ngon dữ. Dữ. Ngon. Dữ. Chị đang ăn nghêu hấp. Đây. Hai đứa chị với Phương Nhi ăn một nồi rất là to. Nghe đủ đáng mới có. Có. Có khi nắng lỗi như vậy. Thôi vậy cho con phủ. Phủ chứ mà phủ khi này thì chế tờ. Ê là ta cuốn lại nó đang bụng ra được. Cái miếng múc đó. Ở cho kẹp. Quay Phương Nhi tặng cho fan bộ xi men. Trời ơi mọi người ơi, nói chung là quá là nhiều vàng. Nhưng mà ngày hôm qua xong kiểu là chị thấy tội nghiệp các bạn fan 6 giờ phải ra sân bay rồi. Ai ngờ chị quá báo. Chị báo các bạn ấy. Các bạn bằng giả năng kia. Giả gì đó Hoàng Thiên này. Dạ. Hoàng Thiên lớn lắm biết chắc. Dạ cái vang luôn được diễn là giả luôn. Một mà là một đó. Cách làm. Ừ. Hắn phải không? Ồ chị báo trời ơi tội nghiệp các bạn fan. Xong bây giờ ngày hôm qua có một có bạn fan nói là bây giờ mọi người đang gửi quà ở tui mà bây giờ chị ra rồi, chị ra nhà, chị đi rồi, chị đi khỏi Sài Gòn. Ê nóng 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 nóng. Em này mình quên mua nước uống. Quá trên lâu. Nghe tao cũng có đá luôn. Xếp nữa về ngoài à? Được đi. Xếp ta sữa, mình uống ta đau. Nói, ăn qua mình uống xuống. Tưởng ba nữa. Trời ok. Mình uống ta tạo rồi đó. Xếp đây là một xí á. Chiêu chưa à? Ừ. Xếp ta truyền hoàn đó. Ta tạo. À, gửi hạt tóc à. Trời ơi, tội nghiệp mọi người lắm. Chị kiểu là 6 giờ chị hành. Chị nói các bạn phát là đừng ra rồi nhưng mà mọi người 6 giờ vẫn ra. Cuối cùng chị bay có kịp đâu. Tại vì nếu mà 6 giờ bay 6 giờ là 5 giờ 30 chị phải ra sân bay rồi. Xong chị ngủ quên, chị chưa xếp đồ. Gọi cái nhận tin này. Nhận tin mong ra thì gọi. Ủa cái gì? Tao uống tơ sữa không? Tơ sữa. Bỏ lông quay. Bình ảnh gì tao đang. Thế trời ơi, còn một đống quà ở nhà hết trời. Ừ. Bây giờ làm sao ta? Không nhé, mọi người gửi ra phiền. Hay là mọi người như vậy cái món rán đó. Chị đi Hà Nội trước, chị mới vào Sài Gòn. Chị làm Minh Thư đúng nhận sai cãi. Trời ơi, bắt cái trend nhưng mà ngồi chia chưa hả? Mài đâu hay được. Ở trên mặt thiệt, ngồi xuống được chôn. Nhảy bộ xuống tới đến đứng đến. Ừ, các bạn có mua cho chị mấy cái cài tóc để livestream. Để lúc nào chị lấy rồi chị like cho mọi người xem. Có thể có thì ngon như thế nào không? Mạnh lắm. Thì có thể thấm lắm. Em như vậy ông xem mà tao hỏi như vậy khi mua về như vậy ông nói. Để đỡ giặt áo. Ê cái thằng tao lấy trương căn tín. Mặt như vậy đó thấy áo mua ra. Như bé mới chỉnh được. Tối chị không biết. Chị lại thất thường. Ngày hôm qua chị ân fan ấy chứ không phải chị Lân. Nói là tôi đang cầm một đống quà của các bạn của bà đây.
Hôm trước mọi người có xem họp báo không? Có, em có xem. Hôm trước có chị fan nào ấy like xong nói là đang gặp chị Thảo Anh, chị không biết đó là ai. Đó. Mới có cùng cảnh. Ê nhớ là ý này chứ hắn cùng cảnh đúng không? Mình sẽ đúng không? Chị chưa vào Sài Gòn, chắc là tùy ấy, kiểu là bây giờ chị chưa biết lịch trước, chị ra Hà Nội trước chắc phải mấy tuần nữa mới vào. Cho bạn đấy. Cho anh Thuận. Anh lâu được. Đấy, để em mất chốt. Đi, đi là đi rồi là hiểu cái có, chị có gặp chị Nam Em, Nam Anh. Nhớ không? Được rồi. Gần bùi nhé. Đấy đây một cái bùi chứ. Nhà chị hết ướt rồi. Từ miền Trung mà ra miền Bắc là mùa này là mùa nồm. Không, dính nha. Biết không, biết không? Ừ. Có gì bạn thấy tiện? Là gì mùa nồm? À, mùa nồm. Đó là mùa nồm. Lo đói, chín. Hôm trước chị vào Sài Gòn ý, xong ở bên cái khách sạn mà tổ chức họp báo luôn, bên đấy to lắm, phòng rất to đẹp. Không, buổi tối chị sợ quá, chị kêu con bé Á Một Thùy Linh ý xuống ngủ với chị. Rồi hai chị em ngủ tới chợt. Có chứ, chắc chắn. Tội không ship à? Hả? Tội không ship à? Được lắm. Phải kêu chuyên mô tự gọi. Còn cái video đâu không ship à? Chị để quên con cá ở nhà. Xong rồi vào các bạn mua cho chị thêm mấy cái khác để về chị chụp cho xem. Ê, nhiều chuyện. Ừ. Anh hiểu nhé. Dạ, anh ấy có chứ muốn ăn đi là ngạn lên sao anh ạ? Không, sao này nữa? Vì đang ăn. Thì phải quên cho một thời gian nhé. Để cho ngày mai tăng lại cho anh. Ăn ngày này đi cày á, xong hút nữa. Cày to rồi giờ. Ngon cày giờ. Công sức, công suất, tiền áp suất hả? Áp hay là P đúng không? Áp suất là P phải không ta? Không nhớ nữa. Bây giờ chị chỉ nhớ mấy cái cơ bản thôi, lâu lâu chị lại quên. Trời ơi, chị đã không học lý hóa 4 năm rồi mà. Dòng Quảng Trị giống dòng Quảng Bình đúng rồi. Dòng Quảng Trị, dòng Huế và dòng Quảng Bình là hơi giống nhau. Dòng Nghệ An và dòng Hà Tĩnh là hơi giống nhau. Chị đang ăn con nghêu hấp. Chỉ hai đứa thôi mà ăn 2 cân. Rất là nhiều, 2 ký nghêu hấp. Đã bị vụt đất. Cái này ít đám á. Cua quá. Đây là con thang cua. Mời ăn thôi. Mà ăn bệnh canh cua mà ngon. Mai cua. Chị ăn bệnh canh cua trong cái tỉnh thân chắc. Chưa. Chị ăn. Hát đi, hát đi. Ê, như bẹo có mà như bẹo ông ta hỏi như bẹo ông ta lơ nhỏ chén chứ. U là trời. Tỏi là ngon thôi. Ngày mùi tỏi phải không? Mùi tỏi sống. Bỏ tỏi với thủy. Ăn này miếng cá tao.
Tao hỏi mi rồi, tao hỏi mi đang muốn vào tòi kia cũng tao làm này ngon lắm. Nó bắt tao bỏ lắm thế. Nhưng mà ngon thì hết. Dữ. Thầm thức mi tỉnh đi, hai mi tự làm từ khác. Có thể dữ. Ngon. Dữ. Có thể chậm lại có thể ngon. Vàng hả? Chị hứa cho vàng rồi nhưng mà bây giờ người nhà thiết kế lấy lại vàng rồi, chị chưa kịp. Chị đi Quảng Bình rồi, đi nhiều lần luôn ý. Tại vì gần là từ nhà chị ra có 2 tiếng. Ơ? Hai chữ như vậy. Em bữa nhà đi trường học không biết đó. Nhà tao đi sửa mộc không biết đó. Đi lạc thì thỉnh thoảng. Trời ơi. Thỉnh thoảng. Ê khó lắm á. Thế Hà Tín. Ừ, thì chỗ đó sạch, nghe sạch không biết đó là cái gì. Hà Tín, nghi lắm á. Nếu mà lạc tới Thanh Hóa là phải quá khỏi Hà Tín nghe án đu được mà tới Thanh Hóa. Thì mừng điểm nhiều phần gì đó có thể giúp, được không biết không? Chị có khát không? Có, đang chờ trà sữa tới cho nên nó lâu. Không biết ăn nhiều hấp uống trà sữa có đau bụng không? Khoai dẻo hả? Ở Quảng Bình. Nhưng mình không ăn cái đó tại vì nó hơi cứng. Khoai dẻo. À khoai dẻo. À, nó hơi cứng. Mấy cái tấm thẻ gì ta? Bo góc hả? Chị để ở nhà rồi. Chơi fan dữ chưa? In toàn hình dìm. Mọi người toàn in hình dìm của chị không? Ê, cái này bò chủ yếu. Ừ, có mẹ sạch đá. Nãy nữa bạn kỹ nhưng mà kỹ con. Mà lưu tính. Cái gì là cuối rồi. Thiệt, ê, ăn hết hết đúng mà nữa rồi. Hay là mình uống xin tổ bơ. Ê, ăn ốc uống xin tổ bơ là bún. Hôm bữa chị Thuy Tiến ăn đó. Có đi biến luôn. Hô hô, lực ẹp chắc là bún quá. Mình lên bay. Cái đó tâm u rồi, bị hổ tết. Nghe nó đầy hổ này. Này tôi nói mình uống trà đao lắm đau bún luôn. Chưa ráng trà đao bị uống hôm quá. Kế. Bẹn thích lắm. Phương Nhi không biết uống trà sữa mọi người ơi. Nên phải uống trà đào. Cái gì thôi. Thêm mấy cái đi. Mấy cái. Ác quá, đừng có in hình dìm nữa. Mọi người ác với tôi. Thôi đừng ăn nữa mẹ. Ăn nhiều rồi mà. Nó. Ờ nó nghe. Em mình nghỉ ngơi. Nó như thằng khác. Nghỉ ngơi chưa ra sửa tới đánh tiêu. Lúc đầu bụng kia lắm. Bất kể lại em. Đâu. Hello. Em thực biểu được chứ. Giọng mi đó. Mọi người để view giúp em đi nào. Mọi người để view giúp em nào. Hôm 5 tháng 2 à? À hôm nào 5, hôm 5 tháng 2 là hôm kia. Hôm nay mùng 7 rồi. Mày nói. Đúng không? Chị mẹ, hôm qua con về mà. Hôm trước con đi sự kiện mà. Dạ, đôi mau đúng. Về thể lắm. Ghen tới Hoa hậu du lịch Đà Nẵng Phan Đức Quốc. Đi vô đợi tháng 3, mong nắm tháng 3. Ui còn một tháng nữa là chị hết nhiệm kỳ của Hoa hậu du lịch Đà Nẵng. Không biết nhiệm kỳ. Không biết là năm nay cuộc thi đã tổ chức lại chưa. Mang nước. Hello. Đi đâu bạn đi. Thôi chưa ra sửa rồi.
cho trà sữa tới. Khát nữa. Mùi nó dơ lắm. Thấm lái. Trà sữa khát nữa. Khoe nail hả? 1, 2, 3. Đây tức là oh my gosh. Hello. Nè nail nè. Nail nè. Nail nè. Nail nè. Nè nè. Chị được thả tiếng. Ủa? Có hiểu tiếng lên nhưng mà thả tiếng anh chị. Tiền này lên nguyên ngang tiếng. Không. Điên à? Như nữa. Càng nhiều tiếng mà càng cho lấy. Ta thể họ lại đến tóc của hỏi bắt mình tìm. Oh my god, trống trơn, đúng rồi, trống trơn rồi nè. Trống trơn, chị bị trống trơn thành neo rồi. Hả? Mắn hả? Bỏ đường luôn. Mình điên. Ai ba chị thôi mà không đưa. Nail đẹp quá, chị giữ lại xài, giữ chứ. Giữ này, giữ nail này nhá. Ê, Phương Nhi điều sơn đi mua áo thôi bằng đấy cái tôi xin. Bởi điện thoại có tiền ý. Tôi duyên họ thật đẹp cái hó, thì những đẹp con hó với gì ghen tuông. Ghen tuông? Ghen tì. Đại đấu thôi bố có từ ghen tuông. Ghen tì. Hello. Không, này đừng có đẹp đâu phải chị cái tía. Chị đang thích đấy. Gá tốt. Ê, ái làm nhang quá nhỏ được ôn đó. Ái làm cái gì mà nhỏ. Sao mà tôi đi làm? Như biểu. Ê, như biểu ơi, này chứ tôi gao thẻ tên mí mà đăng. Đây đang như biểu sổ áp rồi à? Xem lại anh Trung lúc nào cũng có ảnh dìm. Nó đó. Ai cắm với chị hai cái sừng, chị tự cắm nhá, ai mà cắm. Chả có ai cắm cả, có người yêu đâu mà cắm. Chị giả vờ cosplay người bị người yêu cắm sừng đồ đó. Này chứ không có. Như biểu ơi, bọn tao đã ăn ngáo hốc xà, còn muốn qua ăn không? Ê, bữa nay đang ngồi khi trán kìa chứ mà nhìn nhìn đụng sai cài chứ thế. Đụng nhìn sai cài chứ. Thì mà trán mấy cái cổ thay bội nữa. Đừng có cắt cáo vừa bội. Xong rồi trả lời hỏi nữa. Con Hồng nhìn về phóng đủ sai. Đủ nhân sai cái. Xong rồi con lại kêu là sai đi, đưa cái cô ngầm lại đi. Xong rồi nha cháu có thăng nữa không? Rồi nha cháu không có. Đưa cái ngầm lại đi phải có. Xong, như kiểu là bắt hẳn cả. Như hẳn cả lắm cho cái. Bắt phải nhân kiểu nữa. Cái mùng nói cô nữa. Đủ nhân sai cái nữa. Mới thêm trẻ luôn. Hello. Chị khuôn đấy. Họ ship. Trả tên đi. Dạ lô. Yeah, trà sữa đến rồi. Yeah. Trà sữa đến rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, trà sữa đến rồi. Hello. À. Có quay TikTok với chị Ân không? Em không nhớ nữa. Không biết có quay không, hình như em không, đợt này em không quay với chị Ân. À có. Có quay một cái khúc video chị Ân xinh vàng của em. Nhưng mà bên Sen Vàng TV đăng ấy. Chị Ân xinh vàng của em mọi người ơi. Chị Ân nói là bữa nay giàu rồi, đóng tiền hụi cho chị đi. Xong em nói là em không có đóng tiền hụi đâu. Xong chị Ân gọi là cầm cái nhẫn của em, cầm đồ ấy. Đấy. Đúng rồi, siết nợ. Siết cái nhẫn kim cương của em. Kim cương giả. Thôi lên dù. Cái ngọt gì xuống không nhớ. Ngọt à? Thôi ra đồ bút. Có trang qua đi, nấu đồ bút. Thôi. Là bụng biết rồi. Đi bay tao ăn cái gì á, biết rồi. À, kêu sơ. Thì ngon ăn đồng ý. Thêm muối. Chẳng biết mặt còn đưa chứ, ngon thêm muối. Ê, nó rồi. Đúng rồi. Để quán hôi bụi. Như vậy nó ngồi đông đa nắng đang quán. Ê, hết nửa ly. Sao bị hết nửa ly đó? Hụt một cái đại dự. Thế thì nghỉ ngơi không phải ăn tiếp đi.
bị thiếu cái sổ mít cream rồi. Ê, chân muỗi ngon như này hả? Dơ. Làm gì vậy? Cái sổ mít cream bị hư rồi. Chắc là khó khăn quá nên chỉ phải cầm tạm cái sổ đi rồi nên không có cái sổ ấy. Em Nhi coi cổ lên. Mắc ỏi đó. Đó, tao nói ăn tại khi mới ỏi ra mới không mà khỏi đôi. Không, tao bình đôi. Chào xin nhìn máy, tôi có ăn tao bình ăn. Nhớ bữa được cho em tao phải tư lắm, bữa tao phải tư nấu trước. Tôi chỉnh nhẹt mũi nhẹt luôn, ăn vui. Miếng muối bên ướt tiếp theo cái chặng mình đi đi. Giờ ta làm mình đã bằng sơ sơ đi ngon rồi. Thế chăm muối, bên ướt tiếp theo chăm muối. Ta làm không nặng. Nhi, bên ướt tiếp theo chăm muối. Thật chậm ra sữa bên ngon hơn. Vãi ngưỡng. Anh đừng đây cũng chưa hiểu rồi. Chị thích con gì nhất hả? Không biết. Nếu không biết chị thích con gì nhất. Chị thích con người. Hello. Anh nói xa lơ. Anh nói xa lơ. Nó. Trời hôm qua các bạn mua bỏng. Lúc đầu ngày hôm qua là ngày hôm kia các bạn mua trà sữa chị xong rồi chị đã make up. Không có số lấy được. Tại vì lúc đấy sợ không kịp giờ ấy. Đến khi xong các bạn mua nước cam rồi. Bông là trứng muối hai hộp to đùng luôn ấy. Không, sợ mèo. Sợ con mèo nhất. Chưa thích con mèo đâu ra. Nó đó. Chị ăn nhá mà nói. Tối qua. Tối mà đi event về ấy. Vĩnh Hưng qua nhà chị ở. Xong rồi mua đồ Thái ăn. Tao cũng quên mua ốc ăn. Ê. Để mua vẽ ốc 600 ngàn trên ốc. Được rồi, 3 món, 4 món, 4 món. 2 giờ sáng mua hết 600 nghìn tiền ốc. Xong rồi còn uống nước cam. Ăn ốc uống nước cam. Xong rồi phản ứng liền. Đau bụng liền luôn. Ăn ốc uống nước cam ra bụng liền luôn. Béo đi tập rồi ai? Ai? Ờ, béo đi tập rồi như béo nào. Đụng vai. Tuy béo quá sao? Như béo nó cho con cấu nhắn. Như sữa nè. Bắt lại thấm nụi. Khi nào có thích nhất cũng không biết phá hoài tức dự. Mỹ đồ nước suối vô đi. Thôi, dự. Ê, sao thấy có bánh chứ mất nữa. Bánh kè. Nè. Đi thức hệ cho tố được rồi. Không ăn, thêm bánh nè. Lạt. Bánh chứ. Với bé đó thân kịp lúc. Cái gì vậy? Thân gì đó. Ờ, lúc họp báo ấy, chị Châu quơ cái cờ. Suýt. Xong cái đèn lung lay. Trời ơi, chị đứng trên sân khấu chị cười xỉu. Lúc đấy ai cũng cười á. Nó hậu quả. Trời muốn đi hậu của nhà mình thật. Xoay. Đúng rồi, đau bụng no. Kế. Ăn hải sản xong rồi ăn xoài, ăn dưa hấu, uống trà sữa. Đau bụng chết. Ê, ăn hết. Thế rồi. Ăn nói. Để tôi bỏ thôi. Sao mày sao chín tụ à? Nhìn đây mẹ. Chào mọi người, có 2 cân. Mọi người ơi, bứng đồ nha, lật này, nó dễ nó không biết. Cứ ăn cho xong mệt lắm. Mọi người ơi, đợi chị xíu. Đúng rồi, chị Châu quá nhiệt tình. Ăn 2 cân bé, ê, ăn 2 cân dữ rồi. Tao chắc ưỡn tới da. Đừng có lão. Nè. Đây là thành quả. Tôi để ra hàng gì đấy chứ.
Mọi người chế lấy xuống bây giờ. Chị ơi, Phương Nhi ăn. Ê, mèo vỗ chưa? Chưa vỗ à? Chưa vỗ à, mua mèo. Oh my god, ăn quá nhiều. Trời ơi, bây giờ mà ăn hết chị. Ăn liền vô xin nha. Như bà ơi, ăn ở nhà có không mía. Ê, hải rửa hải kính mà. Như bà trú đó thôi, cô trú như. Đã ăn xong, đã uống xong. Vô đuổi. Trời. Chị? Vô đuổi. À, tương nói chứ ảnh gì không? Anh giúp cô. Tao tương nói chứ anh lùi. Trời. Anh giúp cô có ạ. Cũng để con thơ cũ. Đi ăn đi ạ. Ê, ngược ngon lắm á. Mặn á. Ngon thì lại bảo hút đi. Bây giờ mình sẽ ăn dừa. Phương Nhi dọn rồi. Mì chạy dọn tao lá chính cho Mì là Mì đang nhiều phiếu lắm. Rồi ok, mua sửa lá đi. Không, tại rồi bảo không tao quay Mì rửa là nhiều lá lắm. Thôi, mượn. Để đó đi. Để đó tí được. Thôi, mày đừng. Chui nha đi để chạy bà tí rửa chứ. Em mới bưng vò đi rửa đồ đi nhỉ. Khi ta tự video chứ. Bán cắt cổ hả? Chị bán cái gì? Chưa bán cái gì đâu. Một mình hơi cái bé. Cho luôn. Thôi. Ý, ý chung á. Tên nào vô. Có chỗ có đứa quạt 2 tiếng mà đăng lên nha, uống nóng phụng chứ. Đấy, cái quái măng ở vùng một hơi. Ừ, sẵn nhận măng chứ, lại cho kêu nhanh. Ý là Mỹ nói măng mà, chứ ta thấy biết măng. Măng kê. Ê, cũng được, cũng được, cũng được. Được. Đồ ở đây đem ra đồ. Được. Đồ. Từ từ từ. Từ từ. Mọi người ơi. Đây là thành quả của mình. Mọi người ơi. Nè. Các đồ nha, tên hãy ăn. Hãy ăn mì ship nha. Mình xếp cái này. Thế con có mì ăn đi. Ôi mì ăn đi. Ủa, mì ăn. Ôi, bác xúc người ta cả miếng thôi. Ê, vô hấu được cái gì? Vô rồi được. Trời gì nhá. Ta chỉ có thả đúng rồi mà. Ngủ gì chứ. Ê, dồi, hai cái ống quên. Ê, đồ nữa. Ê, con mí thế. Con nghêu nó còn sống. Nó mới nuôi nặng đâu thôi. Sốc dữ. Không, ai có nhu cầu mà kiểu làm à? Làm vỏ nghêu mà để trang trí phòng ngủ kia. Hồi xưa người ta hay làm mấy cái sâu chuông gió đồ á, bằng vỏ ốc, vỏ sò. Chỉ có sẵn vỏ nghêu. Cái gì mày đi á? Mày đi ăn à? Chị về đi, chịu được. Anh chịu đi mày. Có đô một chút. Tên chị mà bước chân đưa ra tôi chụp được. Không. Chị. Chị đi về. Chị đi. Nhớ lại lên. Thôi. Cường cái tôm. Nhìn gớm, nhìn tờ như. Nhảy quên thiên. Cũng mắt thống lắm đi. Cũng mắt thống già lắm ngươi. Cũng mắt thống già lắm ngươi. Biết. Ê, tôi nghĩ ngờ. Đổ đi. Biến nha cái này. Để ai ăn. Biến mới mắn. Hãy để tao khóe cho mọi người. Mọi người ơi. Mình giới thiệu cho mọi người. Đây là chén muối của chị Minh Thư là. Xíu giờ, bác tự tưởng là ngon. Đây có thể không? Thể. Nè. Ui, đụng. Đó, thấy chưa? Ê, đụng.
Mùi bò chi, mùi bò tỏi, bò vô. Thôi đừng đồ nữa. Một ngày về sau. Đây rồi đi. Thôi hối. Mình mua bên đường bên chậm. Giờ ngắn quá. Đừng gửi khén ngon bắp miếng ăn. Ê thì ngon thì mới giỏi chứ tao. Ngon thì ăn cho được chứ. Ê thì cắt xoay ra chấm. Thì cắt xoay ra. Rồi ăn chứ đi. Tị giá. Hối, hối. Tị bẹn quá rồi. Chùm tướng ăn đi. Ê thủi đó. Rồi không. Thủi chứ. Mấy thứ đi. Người đi. Thế không? Mua thùng thùng. Mẹ mệt chứ. Để tao ăn chưa vậy con? Thôi đi. Ting 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 mới bàn quán lừa bắt bàn được chẳng thì kiếm ý mình đi xin một bàn quán lừa ăn thì lừa chứ thì chứ có dơ một cuốc tiền thôi thôi có mẹ hết nó bắt chứ đứa mới tẩy bắt ý là để tay bắt bắt trong hồng đi luôn em lấy cái bài ma chứ đồ gì nên giờ ép chứ gọi mày sang cái tổ một tao lắm chứ không thôi xoan kia nó những cái nó gọi ăn nó không đi đâu tóc ăn thì mới tư ăn mới trừ cái nhà rồi ừ mới nhí để mà sẽ tổ ra ta làm nhá cút nhí nhưng mà xoan kia nó tao làm chuyện nhiều nghe chị có đeo hàng điều trị không à có nhưng bữa giờ chị không đeo bữa giờ chị không có đeo cài lại xem nào không chợ đang chạy hả có chứ mọi người chị đang rất là bình thường tự nhiên ngang bữa giờ là chị đang sợ mà chị đã quên đi nỗi sợ đấy rồi không mọi người lại nhắc lại 4:30 chị tắt like nha chị đi rửa bát cho Phương Nhi có quay với chị Ân nhưng mà em không có cái nick của em nick của sân vàng ấy ngọt để ngọt ngọt nhưng mà ngọt á nhưng mà ăn cái gì ăn với xin tổ đó xin tổ với bò mà bao đúng chưa nhau đi Vương nhé mấy đĩa này mấy em mẹ mới đập chó khó ăn hôm trước chị với Thùy với Linh Trịnh Thùy Linh ý trời ơi ăn bánh tráng đồ các kiểu xong rồi á bé Linh nó ngủ lại phòng chị luôn không ăn gạo luộc ăn gạo luộc không mọi người kìa no Hùng ở về nhà còn Linh ngủ với chị xong đêm thứ hai Hùng mới ngủ với Linh thôi không làm
đừng nắm đầu Phương Nhi. Phương Nhi đang đi nấu cơm. Tự nghiệp Phương Nhi. Ngủ dưới. Trời ơi, Linh ngủ với chị là xong thế như này. Thôi như này. Nhưng mà nó ngủ cũng ngoan. Không có. Trời ơi, đêm thứ hai Hằng Vĩnh Hưng nó ngủ với chị mọi người ơi. Nó quậy mà cái chân của nó lên mặt chị luôn ý. Mình hướng lưng cú mà trời lệ của chị lưng lý nữa. Linh, Trịnh Thùy Linh ý. Áo 1 hay ở Việt Nam. Chị không đạp Linh dẹo xuống giường. Chị nằm ngủ rất là ngoan. Chị ngủ im như này. Chị ngủ rất là ngoan. Đây. Ngủ rất ngoan. Chị với đêm đầu tiên là chị với Trịnh Thùy Linh ngủ với nhau rất là ngoan. Hai chị em ngủ một giấc tới sáng, ôm ấp nhau các kiểu. Đêm thứ hai Hằng Vĩnh Hưng nó qua nó gác lên cái mặt chị. Thôi. Thế là tớ đi. Đi. Đi về. Không. Nhưng mà lên đi. No. Đi. Rồi cái đi chơi. Không. Không. Đi. Nó cô đơn. Nó cái đi xa rồi. Đi mô. Đi một đứa xa, tôi đã có một nơi rất xa. Kê mít. Mà đi đi. Đúng rồi, Hưng báo báo báo. Mà đi đi. Đi nào cậu. Bye bye mọi người. Máy đi hết pin rồi. May nhờ. Trời ơi, sorry. Sorry Nhi nha. Ngày hôm qua em có ra sân bay không? Chị không đá anh Hưng xuống. Chị không đá Vĩnh Hưng xuống giường mà nó đá chị xuống giường ý. Nhắc. Game ý. Hi bye mọi người. Tạm biệt mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người. Và xin lỗi các bạn fan mà 6 giờ sáng ngày hôm qua đã ra sân bay đón chị mà chị không có ra được nha. Tại vì chị ra sân bay không kịp. Chị bị trễ chuyến bay ý. Thôi chị phải đặt lại vé khác buổi tối. Buổi tối chị cũng suýt trễ luôn. Nên chị không có báo cho mọi người được. Bye bye. Xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi nhiều người cảm ơn mọi người nhiều vì đã mua quà cho chị. Bye bye. Love you mọi người. Chị tắt lanh nha. Mãi chị hết pin rồi, còn có 5% à.